Xin chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Ngày khóc Trấn Thành bỗng thốt câu lấy lòng, chính quyền bị chạm nọc Nghệ sĩ có lúc nói lời dối trá nhưng cũng có lời nói thật Ở xứ Việt Nam lời nói dối trá được trau chuốt thì lại được ủng hộ Nhưng với những lời nói thật thì hãy cẩn thận Bởi sự thật ở đất nước này gặp rất nhiều cấm kỵ Đặc biệt là những vấn đề nhạy cảm bởi nó có thể phơi bày bộ mặt nhấp nháp của chế độ một chế độ mà lập ra những ban bệ truyền vẽ vời hình ảnh để tuyên truyền thì điều đó cũng có nghĩa là bản chất của chế độ này rất xấu chính vì cái xấu này không thể thay đổi nên chế độ mới lập ra những cơ quan tuyên truyền khổng lồ nếu bộ mặt chế độ này tốt đẹp thì họ cần gì phải tạo ra lớp mặt nạ rồi sơn phết lên trên đó phát biểu của trấn thành ở chế độ này không chỉ có một cơ quan tuyên truyền mà có đến hai cơ quan, đó là Ban Tuyên giáo bên Đảng và Bộ Thông tin và Truyền thông, tức là Bộ 4T bên Chính phủ. Bên Bộ 4T thường chỉ đạo báo chí bằng văn bản, còn bên Ban Tuyên giáo thì thường ra lệnh bằng miệng. Một khi báo chí lỡ đăng tin tức bất lợi, theo quan điểm của tuyên giáo thì lệnh miệng từ ban tuyên giáo sẽ ban xuống và các tờ báo sẽ đồng loạt rút bài ở đất nước này báo chí không được phép tự do đưa tin mà phải ngó ngang liếc dọc xem bên trên có cấm hay không. Tuy thường xuyên tự kiểm duyệt nhưng đôi lúc vẫn có tờ báo bị trừng trị. Mới đây tờ báo Sinh News bị cấm xuất bản 3 tháng cũng vì không tự kiểm duyệt tốt bản thân. Báo chí đã thế thì người dân cũng không thể khác. Người dân nói sự thật thì cũng phải nhìn ngang liếc dọc xem lời nói đó có động chạm đến những cái tệ hại của chế độ này không nghệ sĩ cũng tương tự nghệ sĩ là người nổi tiếng có ảnh hưởng nên mỗi phát biểu của họ cũng bị chính quyền này soi rất kỹ cho nên để tồn tại trong chế độ này nghệ sĩ cũng phải biết tự kiểm duyệt mình đó là quy tắc tồn tại mới đây mc trấn thành đã phát biểu một câu rất thật lòng rằng sinh viên việt nam rất thiệt thòi thiếu thốn vì ở việt nam không có đơn vị đào tạo chính thống chính quy mà dùng từ dễ hiểu nhất là gia hồn ở đây trấn thành chê các trường sân khấu điện ảnh của việt nam chẳng ra gì đó là thiệt thòi lớn cho sinh viên việt nam trấn thành có nhiều câu phát biểu làm cộng đồng mạng chửi rủa vì sự giả tạo nhưng trong câu nói này anh ta đã nói thật tuy nhiên cái sự thật này có vẻ đã chạm nọc chế độ nên tờ báo an ninh thế giới cho rằng chàng mc khóc này đã bị vạ miệng sự ngu dốt và tùy tiện của giới lãnh đạo đã dẫn đến sự cấm đoán bừa bãi của chính quyền cộng sản. Sự thật là không chỉ ngành điện ảnh mà ngành giáo dục nói chung chính quyền đã thọc tay vào rất sâu và biến ngành này thành công cụ phục vụ chế độ. Chính vì vậy mà ngành giáo dục và đào tạo ở Việt Nam mới nát bét như hiện nay. Không chỉ sinh viên ngành sân khấu điện ảnh mà sinh viên các chẳng ngành nghề khác đều không đạt chất lượng nếu so sánh với mặt bằng chung của thế giới đào tạo người làm nghề nghệ thuật cũng đã kém chất lượng mà cục nghệ thuật biểu diễn của văn văn hóa và thể thao du lịch cũng thọc thay vào vấn đề kiểm duyệt nội dung rất nghiêm ngặt. Sự rốt nát và vô trách nhiệm của cơ quan này đã làm thui chột đi những sáng tác nghệ thuật của giới nghệ sĩ. Cho nên chất lượng nghệ sĩ cũng như sản phẩm nghệ thuật của Việt Nam cực kỳ kém cỏi. Cả nên giáo dục lạc lối thì ngành đào tạo nghệ sĩ cũng không ngoại lệ ở các nước như Hàn Quốc, Thái Lan hay xa hơn là Mỹ chẳng hạn, có những thứ danh hiệu như nghệ sĩ ưu tú hay nghệ sĩ nhân dân nào cả. Nhưng nhiều tác phẩm nghệ thuật họ làm ra đã làm dậy sóng thế giới. Nói đầu xa mới đây, nhóm nhạc Blackpink của Hàn Quốc đã biểu diễn tại Việt Nam cho thấy chất lượng sản phẩm nghệ thuật xứ họ mạnh đến như thế nào, còn sản phẩm của Việt Nam thì đang ngộp lặn ở đầu. Trấn Thành mới chỉ đề cập đến một góc nhỏ của vấn đề. Tuy nhiên, với chính quyền không chịu phát triển này, thì họ khó chịu với điều đó và cho viết bài bao biện phản bác. Những gì đã rơi vào bàn tay kiểm soát của Cộng sản thì làm gì có cơ hội vươn vai lên được? Không bao giờ cả. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp với bản tin Ngày khóc Trấn Thành bỗng thốt câu đáy lòng, chính quyền bị chạm nọc. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời Báo .de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa Thời Báo .de. Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin bằng tư duy thời đổ đá, ông tổng đốt lò như gà mắc tóc vậy. Còn nhớ vào ngày 1 tháng 2 năm 2021, tại buổi họp báo sau khi đại hội lần thứ 13 bế mạc, ông Nguyễn Phú Trọng đã đề cập đến công tác phòng chống tham nhũng. Ông Trọng phán như đinh đóng cột rằng phòng chống tham nhũng là phải không trừ một ai, không có vùng cấm và không ngừng nghỉ. Sau đó, ông Trọng kể một câu chuyện rằng ông được một người sách vali tiền đến Ủy ban Kiểm tra Trung ương để biếu xén, lấp liếm. Theo đó, đồng chí cán bộ kiểm tra mở vali xem thấy toàn tờ US$. Ông Trọng nói tôi bảo khóa vali lại và sách vali đó về. Chống tham nhũng bằng tư duy dung túng kẻ đưa hối lộ. Khi có người sách vali để đô la đến hối lộ, ông Nguyễn Phú Trọng lại không cho lập biên bản tạm giữ tang vật mà cho khóa vali lại rồi tha về. Đây là hành động dung túng cho hối lộ rất rõ ràng. Đây là hành động tạo vùng cấm cho tội phạm thoát tội. Ông Trọng vừa tuyên bố không có vùng cấm vừa kể một câu chuyện tha tội cho kẻ lừa hối lộ. Quả thật, chính ông đã chống tham nhũng với tư duy lỗi thời, quá lạc hậu. Chính ông đã dung túng cho việc đưa hối lộ mà không biết hay cố tình không biết. Hơn nữa lại còn khoe khoang với tư duy như vậy thì ông chống tham nhũng thế nào cho được. Sau khi bị cộng đồng mạng lên tiếng về tư duy dung túng cho kẻ hối lộ thì báo chí tuyên truyền vội vã đổi lại nội dung câu nói rằng tôi bảo khóa vali lại và sách vali đó về thành tôi yêu cầu khóa vali lại niêm phong và lập biên bản để mà che lấp cho cái tư duy dung túng tham nhũng của ông Nguyễn Phú Trọng. Với tư duy như vậy, việc ông Trọng vừa đánh tham nhũng, vừa dung túng cho tham nhũng cũng là điều dễ hiểu. Tuy ông nói không có vùng cấm nhưng lại tạo ra đầy dẫy vùng cấm. Ông Nguyễn Xuân Phúc vào ngày 4 tháng 2 nói gia đình tôi vợ các con tôi không tư lợi tham nhũng liên quan đến việt á chưa bao giờ gặp giám đốc việt á điều này đã được ủy ban kiểm tra trung ương kết luận rõ ràng thì đấy cũng là hình thức tạo ra vùng cấm tại sao không để cho công an điều tra mà lại để cho ủy ban kiểm tra trung ương kết luận vậy ủy ban kiểm tra trung ương có nghiệp vụ điều tra đâu mà có thể kết luận đến như thế ngồi ở vị trí cao nhất trong đảng nhưng tinh thần thượng tôn pháp luật cũng tổng bí thư nguyễn phú trọng rất yếu kém theo giới quan sát chia sẻ bản xác nhận của ủy ban kiểm tra trung ương là giấy phép xác định vùng cấm cho gia đình ông nguyễn xuân phúc một khi ủy ban kiểm tra trung ương kết luận như thế thì công an không có quyền đụng đến họ đấy là một minh chứng trong vô vàn trường hợp chống tham nhũng nhưng lại tạo vùng cấm riêng cho mình việc tạo vùng cấm là cách tạo ra những nơi ẩn nấp cho tham nhũng. Khi ông Trọng làm mạnh tay thì chỉ những ai không có nơi ẩn nấp mới bị thịt, còn người có nơi ẩn nấp thì vẫn an toàn. Mà một khi tham nhũng có chỗ ẩn nấp thì có chống đến khi đảng Cộng sản tàn đời, thì may ra tham nhũng mới tàn hơi. Thật sự bản thân ông Nguyễn Phú Trọng không có tinh thần thượng tôn pháp luật. Việc thả cho người đưa hô lộ sách vali về là cách khoe khoang sự liêm khiết của bản thân muốn làm gương cho cấp dưới nhưng khổ nỗi ông trọng không nhận ra rằng hành động của ông đã dung túng cho kẻ đưa hối lộ khiến cho báo chí phải vất vả sửa lời ông để đối phó với dư luận trong cả nước việc sửa lời của ông trọng của báo chí là chỉ cách che đậy nó không sửa được bản chất bên trong của con người đứng đầu đảng cộng sản với sự kém cỏi về tư duy như vậy nên việc chống tham nhũng của ông cứ như gà mắc tóc vậy chống bên phải thì bên trái lại bùng lên, chống bên trái thì bên phải lại tiếp tục bùng. Ông chống phía trước thì phía sau bùng phát mà phía sau thì phía trước lại phát lên. Cứ như vậy, tham nhũng như sóng biển, hết lớp này đến lớp kia trào lên ập tới. Ông Nguyễn Phú Trọng cũng phải thừa nhận. Từ khi mới giành quyền, Đảng Cộng sản Việt Nam đã không hành xử theo tinh thần thượng tôn pháp luật. Những ngày đầu họ giết người bừa bãi như những bộ tộc hoang dã vậy. Chiến dịch cải cách ruộng đất là minh chứng rất rõ cho điều đó. Cho đến nay DNA của họ vẫn còn, dù họ ra đủ thứ luật nhưng họ vẫn không ý thức được tinh thần thượng tôn pháp luật. Công an, tòa án và viện kiểm sát chẳng cơ quan nào biết thượng tôn pháp luật cả. Với nền tảng như thế bao giờ mới chống được tham nhũng đầy? Sẽ không bao giờ quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp với bản tin bằng tư duy thời đồ đá ông tổng trọng đốt lò như gà mắt tóc quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi youtube và facebook của thời báo.d để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất nhanh nhất và trung thực nhất từ berlin cộng hòa liên bang đức cho các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới trung khoa thời báo.d